Chào các bạn, đã tới với video này. Ở video này thì chúng ta sẽ cùng nhau làm việc với một cảm biến là cảm biến nhiệt độ độ ẩm. Đây, cảm biến sẽ có cái mạch sẽ có cái miếng như này. Miếng này là con DHT11. Và ở đây thì sẽ có cái chữ là là humidity and temperature đó. Rồi. Thì mình cũng nối cái cảm biến này vào cổng số 1 như mọi lần. Rồi, ok. Sau đó thì mình sẽ có một đoạn code rất đơn giản, cũng chỉ đơn giản là để hiển thị tất cả mọi thứ lên màn hình LCD thôi. Để mình sẽ đọc được nhiệt độ độ ẩm của môi trường hiện tại. Nhiệt độ độ đầu tiên thì chúng ta sẽ lôi màn hình LCD vào và chúng ta sẽ xác định luôn là sẽ in ra hai giá trị, một giá trị ở hàng trên và một giá trị đây mình sẽ cho nó khác biệt theo hàng. Rồi một giá trị ở hàng dưới như này. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ tìm cảm biến nhiệt độ độ ẩm. Cảm biến nhiệt độ độ ẩm thì cái này là humidity nha, phân biệt với moisture là độ ẩm đất thì humidity độ ẩm không khí. Đây. Độ ẩm mình sẽ để xuống dưới và temperature là nhiệt độ mình sẽ để ở trên và tất cả đều cùng là port 1. Sau đó thì mình sẽ nạp code vào gRobot. Rồi sau khi đã nạp xong thì mình sẽ bật gRobot về chế độ màu trắng. Đây như thế này. Thì đây thì mình sẽ khởi động lại một chút. Ở đây có đủ quan sát màn hình không ta? Đây, bật về chế độ màu trắng. Thì như các bạn có thể thấy là ở đây nó sẽ thường hay có vấn đề là cái này nó bằng không. Đó, thì bởi vì cái giắc cảm biến của mình đang dùng nó không được chắc chắn cho lắm. Đây, thì mình sẽ cắm lại cái giắc này một cách nghiêm túc. Cắm lại giắc các thứ. Xong rồi reset. Rồi và chỉnh một chút đấy, mình phải lắc lư, mình chỉnh tay một chút. Thì hiện giờ giá trị nhiệt độ độ ẩm đã hiện lên ở đây là 25 là nhiệt độ và 41 là độ ẩm. Ok, các bạn có thể thêm những con số như là nhiệt độ, những cái chữ số như là nhiệt độ, độ ẩm và phần trăm rồi độ C ở đằng sau nha. Video này đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.